Cơ Đô Vlog thân chào đến tất cả mọi người đang lắng nghe. Hôm nay, mình trích bài viết này từ CNN với đề tài về hộ chiếu quyền lực nhất thế giới vào năm 2024. Mình làm về ẩm thực trong hotel, có nghĩa là mình luôn theo dõi và tìm hiểu về ban ngành du lịch, những nơi có thể cung cấp hộ chiếu, cũng như chi tiêu khi hưởng thụ tại những nhà hàng và hotel. Trong một sự thay đổi lớn, trong bảng xếp hạng hàng quý về hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, 6 quốc gia chưa từng có, đã được xếp ở vị trí hàng đầu về các giấy tờ du lịch hấp dẫn nhất vào năm 2024. Công dân của Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Singapore và Tây Ban Nha có thể được miễn thị thực hoặc miễn thị thực khi đến 194 điểm đến. Đáng kinh ngạc trên khắp thế giới là con số cao nhất, được ghi nhận kể từ khi chỉ số hộ chiếu Henley, bắt đầu theo dõi các quyền tự do đi lại toàn cầu, trong 19 năm trước kia. Chỉ số này được tạo ra bởi công ty tư vấn cư trú và quốc tịch toàn cầu Henley và Partner, có trụ sở tại London, sử dụng dữ liệu độc quyền từ Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế, IATA. Các quốc gia châu Á như Nhật Bản và Singapore đã thống trị vị trí số 1 trong 5 năm qua, nhưng top 5 mới là sự trỗi dậy đầy thắng lợi của châu Âu. Phần Lan và Thụy Điển, đồng hạng với Hàn Quốc, ở vị trí thứ hai dễ dàng tiếp cận 193 điểm đến trong khi Áo, Đan Mạch, Ireland và Hà Lan, đứng thứ ba với 192 điểm đến. Bỉ, Luxembourg, Na Uy, Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh, đứng ở vị trí thứ tư, trong khi Hy Lạp, Manta và Thụy Sĩ, ở vị trí thứ năm. Úc và New Zealand đã cải thiện thứ hạng của mình và hiện đứng ở vị trí thứ 6 cùng với Séc và Ba Lan. Trong khi đó, Hoa Kỳ và Canada đồng hạng ở vị trí thứ 7 cùng với Hungary, được miễn thị thực tới 188 điểm đến. Khoảng cách ngày càng tăng. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vẫn là quốc gia có chỉ số tăng cao nhất trong thập kỷ qua, bổ sung thêm 106 điểm đến vào điểm miễn thị thực kể từ năm 2014 và giành được vị trí thứ 11 trong năm này. Kyrgyzstan Kalin, chủ tịch của Henley và Partner và là người tạo ra chỉ số hộ chiếu, cho biết trong một tuyên bố rằng, trong khi xu hướng chung, trong hai thập kỷ qua là hướng tới tự do đi lại nhiều hơn, thì khoảng cách di chuyển toàn cầu giữa những người ở trên và dưới của chỉ số thì bây giờ rộng hơn bao giờ hết. Kalin cho biết, số lượng điểm đến trung bình mà du khách có thể truy cập miễn thị thực đã tăng gần gấp đôi, từ 58 điểm vào năm 2006 lên 111 điểm vào năm 2024. Tuy nhiên, các quốc gia được xếp hạng hàng đầu hiện có thể đi du lịch đến 166 điểm đến miễn thị thực nhiều hơn, đáng kinh ngạc so với Afghanistan, quốc gia nằm ở cuối bảng xếp hạng với chỉ 28 quốc gia không cần thị thực, Syria chỉ được miễn thị thực tới 29 điểm đến đứng thứ hai trong bảng xếp hạng. Iraq có thể truy cập 31 và Pakistan có thể truy cập 34. Danh sách của Henley và Partner là một trong nhiều chỉ số do các công ty tài chính tạo ra để xếp hạng hộ chiếu toàn cầu theo khả năng tiếp cận mà họ cung cấp cho công dân của mình. Nhiều trí mục chỉ số hộ chiếu của Aten Capital, xem xét hộ chiếu của 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc và 6 vùng lãnh thổ Đài Loan, Macau, Hồng Kông, Kosovo, lãnh thổ Palestine và Vatican. Các lãnh thổ sắp nhập vào các quốc gia khác được loại trừ. Nó cũng được cập nhật theo thời gian thực trong suốt cả năm, nhưng dữ liệu của nó được thu thập bằng cách giám sát chặt chẽ, các cổng thông tin của từng chính phủ. Đó là một công cụ dành cho những người đi du lịch, cung cấp thông tin chính xác, dễ tiếp cận cho nhu cầu du lịch của họ. Người sáng lập Aten Capital, Aman Aten nói với CNN vào năm 2022. Xếp hạng quyền lực hộ chiếu toàn cầu năm 2024 của Aten đưa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lên vị trí hàng đầu với số điểm miễn thị thực hay thị thực khi đến là 180. Về vị trí thứ hai, do năm quốc gia châu Âu nắm giữ: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý và Hà Lan. Thụy Điển, Phần Lan, Luxembourg, Áo và Thụy Sĩ đứng ở vị trí thứ ba, trong khi Anh và Mỹ lần lượt tụt xuống vị trí thứ 5 và 6. Cuộc tổng kết năm 2023 của Aten Capital đã ghi nhận sự gia tăng vào năm ngoái về mức độ di chuyển toàn cầu của các trung tâm quyền lực trong khu vực như Hồng Kông, Macau và Monaco, nhưng họ tuyên bố Albania là ngôi sao đang lên của mình. Aten Capital cho biết, trong một thông cáo, anh nhu cầu đối với những công dân nổi tiếng chăm chỉ đã tăng lên đáng kể với việc các chính phủ đang xếp hàng để tạo điều kiện dễ dàng hơn cho người Albania sống và làm việc ở đất nước của họ hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2024. Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Singapore. Tây Ban Nha, 194 điểm đến. Phần Lan, Hàn Quốc, Thụy Điển, 193 điểm đến. Áo, Đan Mạch, Ireland, Hà Lan, 192 điểm đến. Bỉ, Luxembourg, Na Uy, Bồ Đào Nha, Vương quốc Anh. 191 điểm đến. Hy Lạp, Manta, Thụy Sĩ, 190 điểm đến. Cộng hòa Séc, New Zealand, Ba Lan, 189 điểm đến. Canada, Hungary, Hoa Kỳ, 188 điểm đến. Estonia, Lithuania, 187 điểm đến. Latvia, Slovakia, Slovenia, 186 điểm đến. Iceland 185 điểm đến. Rất vui khi các bạn đã lắng nghe một phần bài trích giải từ CNN. Bài đọc tạm dừng nơi đây, hy vọng các bạn đón nghe những đề tài kế tiếp. Thân chào. McDonald's Vlog.